Cô giáo Thu Minh hướng dẫn Thảo Nhi hát hit của Harry Won. Top 10 đang trong những ngày tập luyện miệt mài cùng các chuyên gia, đặc biệt với sự hướng dẫn trực tiếp từ nữ giám khảo Thu Minh để sẵn sàng tự tin tỏa sáng trong gala đầu tiên. Kết thúc vòng studio đầy căng thẳng và kịch tính, Jenny Phương, Việt Thắng, Thảo Nhi, Tùng Dương, Ilus, Bá Duy, Trà My, Minh Trị, Thanh Huyền và Quang Đạt bước vào vòng gala đã ghi tên mình vào vòng gala, chính thức bắt đầu cuộc đua với chinh phục ngôi vị thần tượng âm nhạc 2016. Với vòng gala, thí sinh sẽ có cơ hội được thử thách và trải nghiệm với nhiều phong cách âm nhạc theo những chủ đề khác nhau. Kết thúc mỗi đêm thi, thí sinh nhận được tỷ lệ bình chọn thấp nhất sẽ phải chia tay chương trình. Ở mùa thi thứ 7, 10 gương mặt tranh tài tại vòng gala được đánh giá là có chất lượng giọng hát khá đồng đều và nhiều màu sắc nhất trong những năm gần đây. Trong số đó, ngoài Thanh Huyền, Thảo Nhi hay Jenny Phương đã có kinh nghiệm biểu diễn, hầu hết những thí sinh còn lại đều là những gương mặt mới, lần đầu thử sức ở sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp của thần tượng âm nhạc Việt Nam. Chính vì vậy, những bỡ ngỡ và lóng ngóng khi đứng trước hàng ngàn khán giả là điều không thể tránh khỏi. Đó cũng là lý do mà nữ ca sĩ Thu Minh, người luôn theo sát các thí sinh từ những ngày đầu tiên, lại xuất hiện như một chuyên gia âm nhạc, giúp top 10 khắc họa rõ nét nhất câu chuyện và cá tính âm nhạc của riêng mình với khán giả. Hiểu rõ thế mạnh cũng như điểm yếu của từng thí sinh, ca sĩ Thu Minh không chỉ tư vấn về cách chọn, mà còn hướng dẫn tỉ mỉ cách xử lý bài hát và cả kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu để lôi cuốn khán giả. Nghiêm khắc và luôn đưa ra những yêu cầu cao dành cho các thí sinh, cô giáo Thu Minh dành khá nhiều thời gian để châu chuốt từng câu hát, cách ngân nga lấy hơi để truyền tải cảm xúc vào bài hát một cách tốt nhất. Được chị Minh trực tiếp hướng dẫn, với em vừa là cơ hội, vừa là một thử thách lớn. Bởi chị Minh rất khó tính và nghiêm khắc, nên đòi hỏi mình phải luôn có sự tập trung cao độ, chứ không dám sao nhãng một giây phút nào. Bù lại, em đã học hỏi được rất nhiều về cách xử lý bài hát, làm thế nào để nhập tâm vào từng câu chữ hay cách giữ tâm lý thoải mái khi đứng trước hàng ngàn khán giả. Cô gái dân tộc Bana Ilut chia sẻ, với chủ đề tự tin tỏa sáng, việc lựa chọn ca khúc phù hợp với quãng giọng và làm nổi bật cá tính âm nhạc của mình là điều không hề dễ dàng. Với Thảo Nhi, cô nàng đã mất khá nhiều ngày để quyết định thể hiện bản hit Anh Cứ Đi Đi trong đêm thi quyết định này. Anh Cứ Đi Đi có thể nói là ca khúc có rất nhiều bản cover nhất hiện nay, nên thật sự Nhi cũng rất đắn đo. Nhi cũng đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục giám đốc âm nhạc Huy Trần và chị Thu Minh để có cơ hội trình diễn bài hát này trên sân khấu trực tiếp của Vietnam Idol. Nhi rất hy vọng Anh Cứ Đi Đi phiên bản Thảo Nhi sẽ được mọi người ủng hộ và yêu mến, Thảo Nhi chia sẻ. Trong khi đó, cô gái gây ấn tượng mạnh ở vòng Studio 2 dành cho top 6 nữ, Jenny Phương cũng bật mí về ca khúc mình sẽ thể hiện ở phòng thi này. Hiện tại, Jenny Phương còn lâng lâng hạnh phúc vì những tình cảm mà ban giám khảo lẫn khán giả dành cho mình sau đêm thi vừa rồi. Để đáp lại sự yêu mến này, Jenny Phương đang cố gắng tập luyện bài hát mới mà Jenny rất yêu thích để gửi tặng khán giả. Bật mí một chút là ca khúc vô cùng sôi động và máu lửa, nhưng còn tiếng Anh hay tiếng Việt thì mọi người hãy đoán và theo dõi gala sắp tới để biết câu trả lời nhé. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.